Trung Kiên Moto kính chào tất cả anh chị em đang theo dõi Trung Kiên trên kênh mua bán Win Honda 100. Trung Kiên giới thiệu lại cho anh em là em vẫn là Trung Kiên Moto. Đấy, em chuyên bán sỉ bán lẻ tất cả các dòng xe Win chính hãng Honda, từ sắt vụn đồng nát đến lúc siêu phẩm. Đấy, tiền nào thì của ấy. Giá trị đồng tiền khách hàng bỏ ra bao nhiêu, khách hàng sẽ nhận giá trị xe bấy nhiêu. Hôm nay tiện cái video này em live stream cho anh em một chiếc xe của bác trai ở Sơn La. Bác ấy mua nhà em. Đấy, và bác bảo là dọn lên cho anh một chiếc xe full mới, đổ lỗ cũng được, quan trọng máy móc phải chính hãng Honda, khung sườn chính hãng Honda, ngon lành, êm ái. Và chọn gói bao ship, bao hồ sơ giao tên cho bác ấy chọn gói luôn. Thế đây, quay đây, chính chủ biển tên bác ấy luôn đây. Bác tên là Lợi ở Sơn La. Biển 26C134209 anh em nhá. Đấy. Và cũng như bao nhiêu người khác thôi, chiếc xe bác ấy dọn nhà em, đầu tiên nó chỉ đồng nát sắt vụn như này. Đây, nó đúng như thế này luôn. Quay về chỗ dỉ xét này này, đồng nát sắt vụn như này. Đấy, anh em thấy chưa, đồng nát chưa, đồng nát sắt vụn chưa, đồng nát sắt vụn chưa. Đấy, đồng nát sắt vụn chưa, đồng nát sắt vụn tiếp này. Đấy, lô này. Đấy, và khi thành phẩm này anh em nhìn này. Đấy, khi thành phẩm anh em nhìn thấy chưa, đấy, nó khác hẳn luôn. Đấy, anh em nhìn này, khi thành phẩm đây, anh em nhìn phê chưa. Đấy, và nó cũng như bao nhiêu ngày đẹp trời thôi, em vẫn live stream như thế, vẫn như câu nói như thế. Đấy, nó không thay đổi nhưng nó lại vấn đề muôn thuở. Em chắc chắn trên màn hình các bạn hoặc quý vị các bạn hoặc tất cả mọi người đang xem video sẽ chê cái gì. Ui giời ơi, toàn đồ lô em ơi, lô này, lô, đúng không? Đấy, đấy là những người chưa hiểu, chưa đi sâu về Win. Còn các bác đã đi sâu về Win rồi thì em chỉ nói như này này, em không nói nó là zin, em công nhận nó là lô, được chưa? Trừ củ máy này, toàn bộ củ máy này, đấy, khung sườn là zin, còn lại em vào là hàng lô, rồi hàng giả zin, như thế. Nhưng lô nó có 5-7 loại lô anh em ạ, lô loại 1, lô loại 2, lô loại 3, đúng không? Cũng như zin nó có loại, ví dụ như bình xăng này, zin nó có loại anh em mua trên mạng hơn triệu, cũng là zin về xử lý lại, hơn 3 triệu, hơn 5 triệu, thậm chí có những bộ bình xăng hơn chục triệu hoặc hơn 30 triệu, ví dụ thế, thấm hơn nữa. Đấy, em chỉ nói thế thôi, là anh em tự hiểu ý của em. Đồng nghĩa việc là tiền nào thì của ấy. Giá trị đồng tiền bác trai này này, cái người mua chiếc xe này này, bác Lợi này này, bác ấy bảo là bác chỉ có từng cái tiền thôi, bác chỉ tần thế thôi, với bác thế là đủ rồi. Còn với những anh em đang chê ấy, anh em muốn zin đúng không, em có zin em có zin luôn. Thay bằng anh em thắc mắc, anh em cứ xem em đi, theo dõi em, chủ mua nhấc điện thoại alo cho em. Đấy, số điện thoại của em luôn luôn công khai trên mạng Facebook, Zalo là 0358, đổi hướng đi cháu, 444888. Đấy, anh em nhìn hai chiếc xe nó khác nhau chưa? Đấy, quay được sao để như này này. Đấy, họ nhìn này. Đấy, anh em thấy khác nhau không ạ? Đấy, Zin đây, bình xăng zin đây, bình xăng lô đây. Đấy, zin với lô ấy, chỗ này là vuông rồi này, mỗi cái bình xăng là vuông góc, là zin với lô. Nhưng nếu anh em mà mua chiếc xe nhà em, chiếc xe lô này này, anh em đi ít nhất 2 đến 3 năm, không phải suy nghĩ chuyện chảy xăng. Đấy, nhưng mà mua chiếc zin này, em có xử lý lại, em cam kết lúc bán là không chảy. Nhưng ai biết trước được ngày mai nó chảy hay không, ví dụ thế. Đó, thì em bảo hành chảy cho anh em thì tiền nó lại cao. Em không bảo hành chảy, em chỉ bảo hành, đấy, em cam kết zin và em đã xử lý kín rồi, hên xui. Đấy, có những cái bình xăng mà em mua, đã từng mua 20 triệu bộ bình xăng nguyên zin về, em dùng đúng một tháng nó chảy xăng ra, thôi 20 triệu chỉ còn 5 triệu, 7 triệu, 8 triệu thế mất luôn được. Đấy, ý em nói anh em hiểu được. Đấy, zin nó có giá trị của zin, nó có từng loại zin, lô nó có giá trị của lô. Đấy, thì thông qua video này em tự dưng em sợt nhớ ra là có một bác trai, bác có hỏi em là cách phân biệt tay dắt sau này zin hay lô, zin hay lô. Đấy, cách phân biệt tay dắt sau này zin hay lô thì em chỉ nói qua cho anh em này này, nếu anh em để ý kỹ ấy, đây quay lại gần đây, những cái tay sách lô ấy thì những cái vết hàn này này nó rất là dại và cái lớp nhũ nó rất là xấu. Còn những tay sách zin ấy, kể cả nó có cũ đến mấy, anh em nhìn đây này, đây này, anh nhìn kỹ này. Đấy, tay dắt zin nhá, nó có cũ đến mấy thì vết hàn nó rất là đẹp. Đấy, nó cũ thế này thôi, vết hàn rất là đẹp. Đấy, thì bọn em sẽ đi đánh xi lại, xi lại rất là đẹp. Cái này nó khó giải thích, thì hôm nào em sẽ để hai cái gần nhau, một cái mới zin, một cái mới lô, em sẽ báo cho anh em. Đại loại là hàng lô ấy, trông nó rất là dại. Đấy, như hàng lô cao cấp nhá, anh em nhớ quay xa ra, hàng lô cao cấp này, em đố anh em phát hiện là zin hay lô, những người bình thường. Đấy, những hàng lô cao cấp ấy
Kể cả các rè ấy, bây giờ trên thị trường nó có hai loại rè, một là loại rè zin và một loại rè giả zin. Đấy, thì em suýt nó còn bị lừa. Em đây còn bị lừa. Em lên tận nhà, em không tiện nói tên, em lên tận nhà. Đấy, em cũng không nói người ta là lừa mình, vì người ta cũng thể có thiết bị người ta bị lừa từ trước rồi. Lúc nào mới ra, có một cái rè nó như zin. Nhưng mà cách phân biệt rè zin thì em nói với các bác hôm nọ rồi. Đấy, các bác nhìn kỹ cho em, một là vào cái đầu này. Đấy, hai là vào cái chỗ chấm, ở chỗ chấm này nó nhỏ và nó có vết keo. Nhưng vết keo này nếu anh em đi xi lại rồi thì không phát hiện được đâu. Thì anh em tiếp tục nhìn cái đầu này. Cái đầu này thì nó to nó nhỏ ấy, thì ít người biết được lắm. Nhưng mà nếu bọn em là thợ chỉ nhìn phát biết ngay. Đấy, nhưng mà giá trị của cái rè zin bây giờ cũng khoảng 14-15 triệu một đôi. Còn hàng hiếm. Nhưng giá trị của rè giả zin nó chỉ trên 1-2 triệu. Đấy, mà rè thép trắng thì như này chỉ mấy trăm nghìn thôi. Đấy, cho nên là em muốn nói với các bác này này. Tất cả xem bán ra, quá trình em bán ra từ A đến Z tất cả phải full mới. Ví dụ bác nhìn cái form yên. Cái form yên ngày xưa là em làm rất là xấu, là vì nó ấy, cái xe giá trị nó thấp, em có thể dọn lên 10 mấy triệu. Đấy, bây giờ nó lên giá trị nó cao rồi, nó lô thật nhưng lô loại 1 chẳng hạn, thì nhìn nó đẹp hơn. Đấy, anh em từ vành bánh củ sinh nhan bô biếc tân hóa đấy, anh em thích vào bô viễn dương không chữa cũng được. Nhưng vấn đề đây này, tất cả em nhấn mạnh lại câu cuối cùng là do ý kiến của khách. Khách đồng ý dọn thế nào em dọn như thế. Đấy, có những bác vào các bác còn khen thích, bảo ôi giời anh thích cái xe như này quá mà anh chưa điều kiện, vì kinh tế còn thấp hơn cả thế này, còn không có đủ tiền để mua chiếc xe lô này cơ. Thế cho nên là những anh em vào bình luận ấy, em không nói anh em có tiền hay không có tiền, chỉ mong các bác hiểu và thông cảm là em là nghề làm dâu trăm họ. Em dọn theo nhu cầu của các bác. Các bác muốn thế nào em dọn như thế. Và tất cả những xe em dọn, em nói zin là zin, em nói lô là lô. Thế em khẳng định như thế. Còn em nó dọn ra thì em cam kết cho bác xe 100 triệu hay xe 25, 30 triệu nhà em. Đều máy móc đều làm từ A đến Z ngon lành. Còn ví dụ các bác bảo em chỉ có 30 triệu thôi, 20 triệu thôi, bạn 25 triệu thôi, em làm con 25 triệu này. Nhưng mà 1 tháng sau, 2 tháng sau anh có điều kiện, anh em vào dần, vào cái bình xăng, vào cái yên, vào cái đồng hồ, vào cái tay sách, vào cái thủ trước, vào cái thủ sau, ví dụ đấy. Cứ vào dần dần thì cái xe quan trọng là đẹp từ trong đẹp ra. Còn bây giờ anh em cứ mua cái xe trên mạng nhiều khi anh em tham rẻ. Ví dụ đấy. Nhưng mà liệu có tin được hay không? Hay mua về sợ lơ lửa. Còn đây nhà em là anh em túm thẳng qua tóc. Đấy, tóc em rất là dài, túm thẳng qua tóc. Biết em là ai. Còn thông qua câu chuyện này này. Làm nghề nó có rủi ro. Em có một bác trai trong Hồ Chí Minh mua xe nhà em, rất là tin tưởng hai bên, em chỉ nói khéo qua đây thôi. Đấy, làm nghề có rủi ro là làm nghề. Em tin tưởng ngược lại khách của em, khách mua nhà em chuyển khoản đầy đủ, ok xong hết. Bác có ra từ miền Nam ra nhà em, bác hay mua một cái bô. Giá thị trường là 10 triệu, em bán cái xấu như thế là 8 triệu cho bác xem giá đàng hoàng. Thế mà em để bác có 8 triệu thôi, bác cười cảm ơn mắt tay rối rít. Xong bảo ok chế của anh ở nhà nó hơi kém, thì chú cho anh cái chế đẹp, ok em đưa chế đẹp. Xe của bác ấy kể cả hỏng ở tại nhà, em điều nhân viên từ trong đấy vào sửa tại nhà miễn phí, chi phí em lo hết. Thế mà lỡ lòng nào bác bảo cái nơi thôi 8 triệu tiền mua anh về nhà chuyển khoản nhớ. Thế bây giờ bác mua nhà em 25, 26 nhắn tin không chuyển khoản, 27 không chuyển khoản, em quên mất, em mải trong việc em quên mất. Đến hôm nay là mùng 3, mùng 2 rồi, mùng 2, mùng 3 rồi. Em nhớ ra, em đọc, bác hủy luôn cái bạn em, giờ gọi không liên lạc được. Nhưng em có địa chỉ, có chứng minh thư nhân dân nên rất mong bác xem được video này. Thì hãy chuyển lại tiền cho em, còn không em sẽ nhờ dịch vụ vào lấy. Anh em bạn bè vào lấy đấy, nói bêu mặt. Đó, danh dự của anh em mình không đánh đổi được 8 triệu đâu. Đấy. Em chỉ nói qua đấy thôi, còn làm gì cũng rủi ro. Còn anh em mua xe nhà em thế thôi. Anh em cọc nhà em là anh em phải lo lắng, sợ mất. Nhưng nếu anh em lo lắng, em không cần anh em phải mua. Anh em theo dõi em đi, bây giờ chủ mua đủ tin tưởng, hãy theo mẹ mua, hãy cọc. Vì không phải một mình em mua nhà em, còn rất nhiều người khác. Còn em nhấn mạnh này nè, cái danh dự của em không phải đánh đổi được vài triệu hay một vài chục triệu anh cọc đâu. Thế trước hết anh em chủ mua một lần nữa, theo dõi em, đủ tin tưởng em mua, chưa đủ tin tưởng cứ theo dõi đi. Còn anh em bán xe, có xe cần bán cao quá em sẽ bán hộ, em sẽ đăng video bán công khai, chứ em không ôm. Còn riêng em nó ôm vào là buôn giá tốt nhất và em sẽ làm giá tốt nhất cho anh em chơi. Còn win nó là vô giá, nó không có giá trị thật. Thuận mua thì vừa bán, tiền nào thủ ấy. Còn quan trọng em nhấn mạnh em nói zin là zin mà lô là lô. Đấy thì bác trai Sơn La vào xem xe, đây em quay lại góc bác xe cho bác này. Đây đưa, cầm cái này cho chú. Đây, quay lại cho bác một lượt xem này. Đây, vành bánh đây bác nhá, bác nhìn kỹ nhá. Rè này, thụt này, sinh nhan pha đèn này. Đấy, mới tinh hết, tức là mới tinh 100%, bác nhìn này. Mới từ trong này, từ trong gầm này luôn này. Đấy, đôi bò này. Đấy, trong khung này. Đấy, bác nhìn thấy chưa? Khung này, bác nhìn thấy khung chưa? Đấy, từ zin bên trong luôn này. Đấy, bình xăng này. Đấy, bác thấy chưa? Quay lô biển số đây, đúng chuyển số bác xe bác đây nhá. Đấy, ok bác nhá, bô đây, thụt đây. Đấy, cảm ơn anh em. Đấy, đầu tiên nó đồng nát sắt vụn như này luôn. Đấy, đúng rồi, bây giờ thành phẩm. Đấy, cảm ơn các bác. Tất cả anh em xem nhớ like và đến kênh của em. Chủ mua alo cho em mới tư vấn, đừng nhắn tin. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chúc anh em gia đình sức khỏe, tài lộc bình an.
em tạm dừng video.